Thưa quý vị và các bạn, với chức năng là trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho hệ thống chính trị cấp cơ sở, tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương. Thời gian qua, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo đổi mới phương pháp giảng dạy, thiết kế nhiều mô hình đào tạo thiết thực hiệu quả. Trong đó, nhà trường đã tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn mới. Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa xác định, để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, trước hết phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên. Theo đó, đội ngũ cán bộ giảng viên được chăm lo đào tạo đạt và vượt chuẩn, có khả năng thích ứng với việc mới, việc khó. Đến thời điểm này, Trường Chính trị tỉnh đã có trên 90% giảng viên đạt trình độ chuyên môn thạc sĩ, tiến sĩ, đúng chuyên ngành. Có 17 giảng viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học viện và nhiều lượt giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường, cấp khoa. Để góp phần nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ công chức của tỉnh thì trong cái đào tạo cái lý luận chính trị thì Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên thông qua các hình thức như cử đi học, đi tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, như cử đi nghiên cứu thực tế các cái mô hình điển hình trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn quan tâm đến phát triển tư duy, tâm nhìn và năng lực của học viên thông qua các cái chương trình vì học viên, như chương trình phát triển văn hóa đảng, chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo quản lý, chương trình phát triển cái kỹ năng tâm nhìn của học viên. Và cùng với đó thì chúng tôi quan tâm xây dựng cái môi trường kỷ cương, thân thiện, giàu tính đảng trong cái đào tạo lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Để không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị, nhà trường đã cụ thể hóa 5 định hướng đổi mới, đó là chuyển từ người thầy là trung tâm sang học viên là trung tâm, nhà trường là nền, giảng viên là động lực, chuyển từ học kiến thức là chủ yếu sang phát triển phẩm chất, năng lực, chuyển từ dạy học thụ động sang dạy học chủ động theo phương châm hiểu và vận dụng, chuyển từ đánh giá điểm số sang đánh giá quá trình và chuyển từ quản trị hành chính sang quản trị thông minh, dân chủ, phục vụ và kiến tạo. Đồng thời, gắn hoạt động giảng dạy với hoạt động ngoại khóa, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng tổ chức cho học viên nghiên cứu, học hỏi, tư vấn, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương, cơ sở theo mô hình, nghiên cứu trước, bồi dưỡng sau, tư vấn sâu và kịp thời tổng kết. Bám sát vào định hướng đổi mới của nhà trường, đội ngũ cán bộ giảng viên nhà trường đã chuyển mạnh từ việc dạy học thụ động sang dạy học chủ động, chuyển mạnh từ việc dạy cái thầy có sang cái học viên cần và hướng mạnh về cơ sở. Theo đó, mô hình nghiên cứu trước, bồi dưỡng sau, tư vấn sâu, kịp thời tổng kết đã được triển khai và thực hiện. Lợi thế của mô hình này là khắc phục được cái tính biệt lập trong các cái hoạt động đào tạo bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học, hướng mạnh về cơ sở và gắn kết hoạt động của nhà trường với hoạt động của chính quyền cơ sở và phát huy được cái vai trò của đội ngũ cán bộ giảng viên trong tư vấn, hỗ trợ hệ thống chính trị trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Mỗi cán bộ giảng viên luôn trăn trở tìm tòi và có nhiều sáng tạo đổi mới phương pháp hình thức giảng dạy. Trong thiết kế bài giảng, kết hợp hài hòa giữa lý luận với thực tiễn, cập nhật kiến thức mới về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các vấn đề thực tiễn đang diễn ra, tăng cường trao đổi, tương tác giữa giảng viên và học viên nhằm tạo sự hấp dẫn, sinh động trong mỗi giờ học, tiết giảng. Chúng tôi thường xuyên chủ động cập nhật các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước cũng như của tỉnh vào các nội dung của bài giảng. Đồng thời chúng tôi thường xuyên cập nhật các cái kiến thức thực tiễn về tình hình phát triển kinh tế xã hội, về công tác xây dựng đảng, quản lý của nhà nước, về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để bài giảng thêm sinh động, sâu sắc, sát với thực tiễn. Và đặc biệt, chúng tôi luôn đề cao việc tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào các nội dung của bài giảng để học viên nhận thức đúng nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng
cũng như thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở định hướng của nhà trường, chúng tôi đã tích cực đổi mới cái phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy người học làm trung tâm, đã tạo cái cơ hội cho các đồng chí học viên tích cực tham gia vào cái quá trình giảng dạy. Trong cái giảng dạy thì chúng tôi tăng cường cái trao đổi xử lý tình huống, trên cái cơ sở đó giúp học viên nâng cao kiến thức, năng lực, kỹ năng, giúp giải quyết tốt hơn những vấn đề thực tiễn đặt ra tại mỗi một địa phương đơn vị. Không chỉ chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, các khoa phòng đào tạo trong nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động đa dạng phong phú như hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa đàm, thi thuyết trình để các giảng viên và học viên được tham gia và thể hiện những khả năng nổi trội của mình. Mô hình biên tập sách đã góp phần nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ cán bộ giảng viên về năng lực giảng dạy, năng lực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, năng lực lãnh đạo quản lý, năng lực tư vấn. Ngoài gần 40 đầu sách, tài liệu chuyên khảo và tham khảo do nhà trường chủ biên trong thời gian qua, hiện nay tại trường chính trị tỉnh đang có một khối lượng sách đồ sộ với trên 6.000 đầu sách, tài liệu do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các nhà xuất bản ở Trung ương biên soạn phát hành. Nhằm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, thời gian qua, trường chính trị tỉnh đã đa dạng hóa các hình thức hoạt động trong lĩnh vực này như tổ chức hội thảo khoa học về sách, diễn đàn về sách và ý nghĩa của văn hóa đọc, các hội thi trình diễn, giới thiệu về sách, tài liệu. Đồng thời, đưa nội dung này là một trong 5 chương trình trọng tâm của học viên trong quá trình học tập, nghiên cứu lý luận chính trị tại trường. Những đổi mới và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ giảng viên đã giúp mỗi học viên trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường chính trị tỉnh không chỉ lĩnh hội được những kiến thức mới về lý luận, kỹ năng công tác mà còn hoàn thiện bản thân hơn và nâng cao trình độ về mọi mặt. Mặc dù mới theo học ở lớp lý luận trung cấp chính trị hơn một kỳ, nhưng từ chỗ nhận thức về lý luận chính trị vô cùng hạn chế, thì cho tới ngày hôm nay, nhờ sự hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi và truyền đạt của các thầy cô giáo trường chính trị tỉnh Thanh Hóa, tôi đã được tiếp cận với những kiến thức lý luận chính trị mới mẻ, qua đó hiểu rõ hơn về vai trò lý luận chính trị đối với thực tiễn công tác và trong đời sống hàng ngày ạ. Trong 10 năm, từ năm 2010 đến năm 2020, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã đào tạo bồi dưỡng trên 1.130 lớp với gần 100.000 học viên. Trong đó có gần 300 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị với trên 25.000 học viên. Các loại hình đào tạo bồi dưỡng đa dạng, phong phú, quy mô lớn, chất lượng không ngừng được nâng lên. Đặc biệt, nhà trường đã tổ chức có hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính cho cán bộ lãnh đạo quản lý của tỉnh Hồ Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức được 4 khóa đào tạo cán bộ, lãnh đạo cho tỉnh Hủa Phăn với trên 150 học viên, được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều đổi mới sáng tạo trong phương pháp đào tạo cán bộ, lãnh đạo cho nước bạn Lào. Cùng với đổi mới hoạt động giảng dạy lý luận chính trị, thời gian qua, nhà trường cũng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành thể chế đồng bộ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với quy mô lớn và chất lượng tốt nhất. Công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu khoa học phát triển toàn diện nhất. Đội ngũ cán bộ giảng viên được chăm lo đào tạo, đạt và vượt chuẩn, có khả năng thích ứng với việc mới, việc khó, xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, giàu tính đảng nhất. Nét nổi bật của nhà trường là đã tổ chức nghiên cứu tổng kết nhiều mô hình, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả mọi mặt hoạt động, góp phần hoàn thiện các tiêu chí phát triển trường chính trị tỉnh Thanh Hóa sớm đạt chuẩn trong nhóm các trường dẫn đầu cả nước theo kết luận số 729 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Có thể khẳng định những đổi mới sáng tạo của trường chính trị tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đã góp phần định hướng, đồng hành và truyền cảm hứng cho học viên thi đua học tập, rèn luyện, phát triển phẩm chất, năng lực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới. Từ đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở nên một tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.